về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Cô xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay. Ở bài học hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau đi làm bài tập của bài số 46, luyện tập trung. Đến buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập của bài số 47, tự kiểm tra trong sách bài tập toán lớp 5, tập 1, trang số 59 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm phần đầu tiên, đó là phần số 1, khoanh vào chữ thật trước câu trả lời đúng. Với phần số 1 này, người ta cho con 4 câu hỏi trắc nghiệm. Đầu tiên là câu số 1. Trong các số 512,34, 432,15, 235,41, 423,51, số có chữ số 5 ở hàng phần trăm là A. 512,34, B. 432,15, C. 235,41, D. 423,51. Bây giờ muốn tìm số nào có chữ số 5 ở hàng phần trăm, tức là ở phần thập phân. Chúng ta sẽ phải đi nhìn phần thập phân này. Số 512,34, hàng phần trăm là chữ số 4. Như vậy ta sẽ loại này. Số 432,15 có chữ số 5 ở hàng phần trăm. Như vậy ta sẽ chọn đáp án là số 432,15. Các số còn lại đều có chữ số 1 ở hàng phần trăm. Như vậy ta cũng loại hai đáp án này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi sang câu số 2. Viết 3 phần 10 dưới dạng số thập phân ta được. Ta sẽ viết 3 ở trên tử số này. 10 có một chữ số 0, như vậy số thập phân của chúng ta sẽ có 3 chữ số, sẽ có một chữ số đằng sau đúng phải. Tức là đáp án của chúng ta chính là đáp án D, 0,3. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi làm câu số 3. Số bé nhất trong các số 8,25, 7,54, 6,99, 6,89 là. Bây giờ muốn tìm xem số bé nhất trong các số này thì chúng ta sẽ phải nhìn xem phần nguyên trước. Phần nguyên của đáp án A là 8, phần nguyên của đáp án B là 7, phần nguyên của đáp án C là 6 và phần nguyên của đáp án D là 6. Như vậy ta sẽ loại đáp án A và B. Bây giờ muốn tìm số bé nhất thì ta sẽ phải đi sang phần thập phân. Phần thập phân của đáp án C phần 10 là 9 phần 10 này. Còn đáp án D phần thập phân phần 10 chính là 8 phần 10. Như vậy 8 phần 10 nhỏ hơn 9 phần 10. Từ đó ta sẽ chọn được đáp án D cho câu số 3. Tiếp theo là câu số 4. 2,05 hecta bằng bao nhiêu mét vuông? Như chúng ta đã được học thì 1 hecta bằng 10.000 mét vuông. Như vậy 2,05 hecta sẽ bằng 2,05 nhân với 10.000 mét vuông. Ta thấy rằng 10.000 có 4 chữ số 0, như vậy ta sẽ lùi dấu phẩy của số thập phân 2,05 về bên phải 4 chữ số ta được 20.500. Từ đó ta sẽ tìm được chính là đáp án C. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong phần số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sang phần số 2 nhé. Đầu tiên là bài tập số 1 này. Viết số thập phân tích hợp vào chỗ chấm. Bài tập số 1 người ta cho con hai ý. Đó là ý A và ý B. A nhỏ 4kg 75g bằng bao nhiêu kg? B nhỏ 85.000 m2 bằng bao nhiêu hecta? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý A nhé. 4kg 75g bằng bao nhiêu kg? Thì 4kg ta sẽ giữ nguyên này và ta sẽ đi đổi 75g sang kg. Ta đã biết rằng 1kg thì bằng 1.000g. Như vậy 1g bằng 1 phần 1.000kg. Từ đó 75g sẽ bằng 75 phần 1.000kg. Và ta sẽ dễ dàng viết được dưới dạng số thập phân, đó là 0,075kg. Từ đó 4kg 75g muốn đổi sang kg, ta chỉ cần lấy 4 cộng với 0,075, ta được kết quả là 4,0075
0,75 kg. Tiếp theo là ý B, 85.000 m² bằng bao nhiêu hecta? Như ta đã biết rằng 1 hecta bằng 10.000 m². Hay 1 mét vuông sẽ bằng 1 phần 10.000 hecta. Từ đó 85.000 mét vuông sẽ bằng 85.000 phần 10.000 hecta. Ta sẽ triệt tiêu trên tử và mẫu 3 chữ số 0 đi, ta được kết quả là 8,5 hecta. Từ đó ta sẽ viết được vào chỗ trống ở ý B, đó là 8,5 hecta. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 2 nhé. Một máy bay cứ 15 phút thì bay được 240 km. Hỏi trong 1 giờ máy bay đó bay được bao nhiêu km? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tóm tắt. 15 phút bay 240 km. Bây giờ 1 giờ thì bay được bao nhiêu km? Muốn làm được bài tập này thì chúng ta sẽ có hai cách làm. Nhưng mà việc đầu tiên của chúng ta đó là phải đi đổi 1 giờ xem bằng bao nhiêu phút nhỉ? 1 giờ sẽ bằng 60 phút. Với cách số 1 thì chúng ta có thể đi tính trong 1 phút thì máy bay sẽ bay được bao nhiêu km. Ta chỉ cần lấy 240 chia cho 15 là ta sẽ ra kết quả này. Sau khi tính được trong 1 phút thì máy bay được bao nhiêu km thì ta sẽ dễ dàng tính được máy bay bay trong 1 giờ được bao nhiêu km. Hoặc là cách số 2, ta sẽ đi tính xem 60 phút so với 15 phút thì tăng số lần là sau khi tính được tăng bao nhiêu lần thì ta sẽ dễ dàng tính được máy bay bay trong 1 giờ được bao nhiêu. Ta chỉ cần lấy 15 phút thì bay được 240 km. Ta lấy 240 nhân với số lần tăng lên là ta sẽ ra kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày theo cách số 1 nhé. Trong 1 phút, đầu tiên ta sẽ đi đổi trước. Đổi 1 giờ bằng 60 phút. Trong 1 phút, máy bay bay được 240 chia cho 15. Ta được kết quả là 16 km. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được máy bay bay trong 1 giờ được số km là 1 phút thì bay được 16 km. Như vậy 1 giờ ta chỉ cần lấy 16 nhân với 60, ta được kết quả là 960 km. Từ đó ta có đáp số cho bài tập số 2 là 960 km. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 3 nhé. Tìm số tự nhiên x biết 27,64 nhỏ hơn x nhỏ hơn 28,46. Bây giờ muốn tìm xem x là bao nhiêu. Và x lại là số tự nhiên. Thì ta có 27,64 nhỏ hơn x nhỏ hơn 28,46. Bây giờ muốn tìm x mà lại x thì lại là số tự nhiên thì chỉ có 28 thỏa mãn thôi, đúng nhỉ? Nên x bằng 28. Từ đó ta viết được đáp án của x là 28. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập
của bài số 47. Tự kiểm tra, cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.